Mỗi khi bạn gửi yêu cầu trực tuyến của bạn để việc được đón tại sân bay, bạn sẽ nhận được một giấy thông báo xác nhận về chuyến bay đến từ văn phòng của chúng tôi. Thông báo này rất quan trọng và bạn phải in nó ra và mang đến Úc. Giấy thông báo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách tìm người lái và việc bạn phải làm gì khi không tìm được người lái xe của bạn. Bạn có thể xem thông tin chi tiết tại đường link dưới đây.